Rồi. Cho con coi cái cây ơi. À, cái cây cũng giống giống nhiều mình kia mà nó thế thôi. À, cũng... Mà cái hay thường thường cái dây kia là dây, cái con diều là cây ngang, cây cong, con này cây ngang mà cũng lên nữa ta. Dạ đây. Hay vậy ta. Như là đất treo thì cái gì nó trở nên. Ủa cái con trên là kêu nhiều gì bác? Cái con trên nè, con cao nè. Con mòng biển đó. À, mòng biển hả? Kêu gì chim. À, một con diều đuôi dài. Một đàn diều nhỏ luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám con. Với con diều lớn nữa là chín con. Con diều có chiều con rết kìa. Ở trên chế có cái mỏ nữa hả? Xuống dưới bự dữ chứ, ba mét mấy luôn mà, mấy nhỏ là bự dữ ghê không, diều mòng biển.